nay đi chơi đâu? Chúng ta đi. Hay là nghe nhạc nha. Tốt. Chuyện gì đó? Con đi tàu bây giờ nha. Không đi. Khoan đi đã. Chị Phụng đó nó không đi mà sao phiền quá vậy? Hey, không mắc mớ tới cô nha. Ê Phụng, có nể mặt với Billy tôi không hả? Billy, thôi bỏ đi anh à. Anh thấy gà hả kép của chị Phụng còn ngon hơn anh gấp mấy luôn. Anh hả, đứng qua một bên đi. Thấy gà là thằng nào vậy? Tôi chưa biết mà. Hey, mày có biết không vậy hả? Thằng thấy gà nào vậy à? Gà chết thì nhà tôi có mấy con đâu. Thiệt là to gan, anh thái gà mà cũng không có biết. Anh thiệt là tức người à. Thái gà. Mày ngọt hả? Thái gà, con má, đừng có đánh nữa. Thái gà. Chết mày đi. Làm gì? Đau lòng hả? Đánh làm kém của mày à? Hả? Tao chính là thái gà đây. Nhìn kỹ mặt tao nha. Tao cho ba đứa bay biết. Sao mày dám đụng tới con nhỏ của tao, con chạy tao đập bể mặt đó. Mày làm gì? Thằng như nó làm sao? Hả? Đi! Anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra! Im miệng đi con quỷ cái! Tao dạy nó mắc mớ tụi bay! Đi! Buông tay nó ra đi! Đi theo tao! Buông ra! Buông ra đi mà! Buông ra! Chuyện gì vậy? Người ta đánh Billy nó xỉu! Làm cái gì vậy hả? Đừng có lãng quạng nghe mấy quỷ cái! Tại sao cái đó lại? Im miệng đi con mụ già! Mắc mớ vậy bà hả? Sao lại không mắc mớ chứ? Nó là học sinh của tôi, anh làm ơn được cái chuyện ở đây. Tôi có nghe chuyện gì đâu, nó là con nhật của tôi, bây giờ tôi dạy khôn nó đó mà. Tránh ra đi con mụ già. Cô Lưu à, sao không hả? Đi không? Mày ngon lắm, dám đánh tao hả? Cô Lưu à, cô không sao chứ? Tôi không sao. Giỏi ghê ha, dám cắn tao à? Anh đừng có làm tới đó. Anh đừng gây chuyện nữa nha, đây là nhà trường. Anh còn gây nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Phấn à, em đi báo cảnh sát đi. Đứng lại con quỷ cái. Bà ngon thiệt. Tao nhất định sẽ tới tìm mày đó. Buông ra đi. Cô Lưu à. Dạ hiệu trưởng. Kêu bọn nó vô trong trường gặp tôi. Chạy vô trường. Hiệu trưởng, họ đã tới rồi. Thưa hiệu trưởng, xin nó cho anh Phụng thêm cơ hội đi. Nó không phải là hư lắm đâu. Cô Lưu, cô không cần năn nỉ giùm nó. Tôi đã cho nó cơ hội nhiều lắm rồi. Nhưng nó thiệt tình hết thuốc chữa. Để nó mặc đồng phục của nhà trường mình chỉ khiến cho làm mất danh dự của trường thôi. Không phải đâu, thưa hiệu trưởng. Danh dự hả? Thứ nhà trường này có học hay không thì cũng vậy thôi. Chị Phụng à. Hiệu trưởng à, còn vài ngày nữa tôi di dân, tôi không muốn thấy ân phụng nó. Cô Lưu à, tôi biết cô thương học sinh lắm, nhưng thứ học sinh này thật tình quá hư hỏng rồi. Tân Phụng à, mày có biết hồi nãy mày ngon ghê lắm không? Ông hiệu trưởng à, tức muốn học máu ra luôn đó. Mà mày quá khen tao, còn ở đó lấy chơi nữa, bây giờ đã bị đuổi rồi. Ôi, đuổi thì đuổi chứ có gì đâu, cùng lắm là không học thôi. Ra đời làm gì không phải hay hơn sao? Tự mình đi kiếm tiền tự mình xài, khỏi phải mỗi ngày xè tay xin bà già nữa. Đi học hả? Chỉ có tốn thời giờ thôi. Khả năng của mình tới đâu thì mình tự biết rồi. Ôi, nhưng mày cũng tội thiệt, khi không bị đuổi ra khỏi trường thì là không đáng. Nói thì cũng đúng, tối ngày cũng tại cái thằng thái gà đó. Phụng, tao quen thân với mày cho nên mới nói nhờ. Thằng thái gà điên thiệt đó, đừng có đi chung với nó nữa. Thì tao cũng biết vậy rồi, không lẽ bỏ nó hay sao chứ. Mày cũng biết tánh của tao mà, tánh hơi khùng đó. Tình cảnh ngày hôm nay mày cũng thấy rồi. Hay do tôi đừng nói mấy cái chuyện mất hứng này nữa, đua xe đi. Được mà.
gần xe kìa. À, mình rượt theo. Mắc đền nha. Cái đồ cà chớn nè. Đúng rồi, mắc chết nè. Mắc chết nè. Rượt theo. Ây da. Cái đồ chết chứ. Cái đồ khốn nè. Chạy vậy. Chào ba. Nè, bí rồi đó nha. Bí rồi, bí rồi. Là đi đâu vậy hả? Tan học lâu vậy mà chưa về. Xe bên ngoài phải có anh không? Dĩ nhiên là có anh rồi. Anh không biết hay là làm bộ anh coi nè, làm dơ hết đồng phục của em rồi. Dơ rồi thì đi giặt chứ gì. Làm dơ hết đồng phục của em không biết nó xin lỗi hay sao? Anh hai của mày mà xin lỗi hả? Có lộn không đây? Im miệng đi. Về tới nhà là ôn vậy à. Ba à, mở vô nấu cơm đi. Lại còn nấu nữa. Ảnh ngày nào cũng về cánh ở đây không làm gì hết. Mày con gái nó không lẽ tao nấu à? Ây da, mỗi người bớt một câu đi nha. Đi nấu cơm mau mau đi. Ăn xong xuôi rồi còn đi lên chùa để dọn dẹp nữa à. Gần cúng rồi đó, phải dọn cho sạch sẽ đó. Đây đây. Ba à, cần gì nóng nảy vậy chứ. Ờ, à, đi ra ngoài coi cái xe con mới mua đi. Cái xe đẹp lắm đó. Một lát nữa mình đi hứng gió mà. Đi đi. Đi là tức mình. Ôi, ông có chửi mày thì cũng giống như con hát đi. Coi như ông hát thì cũng phải làm như điên thôi. Ai biết mình làm đàn bà chi. Lỡ sanh ra như vậy rồi làm chó còn hơn là đàn bà nữa. Ở đây chính là từ đường làng của Hồ Quỳnh đó nha ha. Các cô đoán coi có bao nhiêu năm lịch sử vậy? Ờ, 100 mấy năm. Ừ, sao chính xác quá vậy? Ai nói hả? Nè, qua bên đi coi. Mai này chính phủ sẽ tuyên bố chỗ này là cổ tích đó nè. Một lát nữa mình coi kỹ ha. Thôi, tao biết là chuyện gì rồi. Người tình cũ không bao giờ phai trong mắt của em à. Ê, chuyện gì vậy? Mày làm gì chứ? Mày yên chí đi, đừng có làm mất mặt thiên hạ. Mấy căn phòng này là của mấy anh chàng thư sinh dùng để ôn bài trước khi lên thiên tử. À, đúng là gì vậy đó. Muốn chụp hình không? À, để tôi chụp cho hả? À, tất cả đứng lên hết hả? À, khoan đã, khoan đã. Đồ cái nối lên trước nè. Chụp cho đẹp mà. Đồ lên đi ha. Tôi khỏi. À, đứng kiểu vậy hả? Phải như vậy nè. Giờ ta lên. Ok, chuẩn bị nha. 1 2 3. Ngay sầm xuôi rồi. Nào cô mẹ à, cô chụp giùm đi. Tôi phải đi toilet. Ừ, anh cứ tự nhiên. Tự nhiên tham quan ha. Phùng à, khỏe chứ? Làm gì mà có ai bằng anh được chứ. Mộ kéo năm ngon lành quá mà. Anh Sanh à, dẫn cả đám học sinh tuổi trẻ tới đây bây giờ ngon lắm rồi. Đâu có ai bằng anh. Tránh ra. Ờ, không phải đâu. Phùng à, tôi thấy không khỏe, muốn về nhà trước. Phấn à. Phấn, Phấn, Phấn cái gì chứ, về chỗ mấy nhỏ đó đi. Phấn. Là anh hả? Giờ này cô, cô nói trước đi. Tại sao anh lại về đây? Tôi nghỉ được mấy ngày phép, cho nên dẫn mấy bạn về đây mới mà chơi. Luôn tiện tham quan các đặc sắc truyền thống đó mà. Người ta là con gái, tôi cũng là con gái. Tại sao người ta được tham quan, còn tôi lại phải lau chùi? À nè, học hành tới đâu rồi? Cũng vậy thôi. Con người ta dốt như vậy,
Học hoài cũng không thể như anh có thể học được trường nổi tiếng. Chuyện xưa kia còn nhớ hả? Đâu có. Chuyện ngày xưa tôi đã quên hết rồi. Tôi còn nhớ. Tôi nhớ có một lần mình giống như bây giờ vậy, cùng nhau đạp xe đạp cùng về nhà. Nào ngờ gặp được ba cô. Ba cô nói là tôi thích cô. Sau đó dùng cây tre đập bể đầu của tôi. Lần đó thiệt là đau đớn vô cùng. Tôi cứ khóc hoài khóc hoài. Cô còn nói khóc không ngừng đồ vô dụng. Thật là lúc trước tôi còn nhỏ, chảy máu nhiều ai cũng khóc gì mà. À, còn cái thẻ của tôi nè, còn ở đây nè. Thiệt là vô dụng mà. Anh có nhớ hồi còn nhỏ không, mỗi lần đua xe đạp anh đều thua cho tôi. Anh vẫn khóc như thường. Tôi thua cô hồi nào vậy? Ô, còn muốn cãi nữa. Được, mình đưa đi. Sợ cô à, đưa đi. Tôi đã nói là anh bết đó mà. Nè, tôi uống trà chanh. Nè, Phấn à, uống nước đi. Hả? Nè, mày làm cái gì vậy? Làm gì mất hồn mất vía gì nè không biết nữa. À, còn nhớ tên Sanh nữa chứ gì. Mối tình đầu nó hơi khó quên thiệt. Nếu con thương thì cứ tiến lên đi. Ừ, tao ủng hộ mày đó. Tao đâu có đủ tư cách. Người ta là học sinh trường nổi tiếng, sắp vô đại học rồi đó. Chờ, có thiệt hay không đó? Tư tưởng của mày sao mà xưa quá vậy? Y như là tư tưởng thượng cổ. Cái gì mà thượng cổ đó? À, cô Lưu. Dạ, cô Lưu. Dạ không, tụi em đang nói đến cái lăng cô nó nhiều thượng cổ quá vậy thôi. Ý cô Lưu tới tìm tụi em đó hả? Đúng vậy. Ừ, mời cô ngồi. Được à, rồi. Cô ngồi đi cô, ngồi xuống rồi. Đây nè. Cô đặc biệt tới tìm em Phụng, tìm được nhà trường chưa? Sao rồi? Cô cũng biết em chưa tìm được đâu. Nè, cô đã xin được tấm đơn này, em điền vô rồi tuần tới đi tiếp kiến. Cô Lưu à, em không muốn học nữa. Sao không học vậy? Có phải kinh tế gia đình gặp khó khăn không? Cô sẽ giúp cho em xin bớt học phí nha. Thế nào? Nè. Vậy cũng được, em sẽ làm thử. Đúng rồi, phải đi học mới được chứ. Tụi còn nhỏ ra làm việc, làm được cái gì chứ. Cô đi nha. Cô Lưu, em xin nói thật với cô, là ở trong trường chỉ có mình cô là tốt với tụi em thôi. Dạ phải. Tiếc là cô sắp di dân, không thể dạy tiếp các em nữa. Dạ được, cô yên tâm đi, tụi em sẽ biết nên thân mà. Cô Lưu, cô đối với tụi em tốt quá. Tụi em định là mời cô ăn bữa cơm để mà tiễn biệt cô. Cần gì với cái sáo như vậy? Cứ coi như là ý đẹp của tụi em đi. Cô nhất định phải có mặt, nhất định nha. Thôi được. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye. Xin lỗi dùng gì? Alo, làm ơn gọi 3388. Tình Phấn, nói với nó là chúng tôi chờ lâu rồi, kêu nó tới ngay. Cảm ơn. Thế nào, tìm được em Phụng chưa? Em gọi tới nhà của nó không có ai nghe, nhưng đã gọi máy cho nó rồi. Ừ, hay là mình gọi đồ ăn trước đi, em nghĩ là nó đang tới đó. Anh bồi cho order. Dạ, có gì dùng cái gì vậy? Tùy ý lấy vài món bình thường được rồi. Dạ. Không được cô Lưu à, từ biệt cô đó mà phải ăn một bữa cho thiệt ngon mới được. Đúng rồi đó. Làm ơn cho tôi một con cá muối thiệt là lớn. Dạ. Và một con heo sữa nữa. Để coi lại đã. Đừng gọi nhiều quá. Không có nhiều đâu mà, tụi em đang tới tuổi dậy thì bao nhiêu cũng ăn hết đó. Làm thêm cho tụi tôi 3 cân cua xào hành gừng nha. Dạ. Được lắm. Có cần hào sống không cũng được lắm đó. Thôi không cần đâu, mắc lắm đó. Không có sao đâu, cho thêm món hào sống nha. Cho thêm một cái món di cá nữa. Mấy món này ra trước nha. Dạ có ngay. Gọi nhiều quá ăn không có hết, tốn tiền nhiều lắm đó. Dạ cô Lưu à, đâu có là bao nhiêu chứ. Ở trong trường cô tốt với tụi em như vậy, coi như là tụi em đền đáp cô đi hả. Nè, tụi em mời cô một ly nha. Được rồi, cạn ly. Cạn ly. Vì mấy ngày trước tôi sơ ý làm rớt cái máy cho nên nó hư rồi. Vậy sao? Cô bị
chạy. Lôi lấy cho tao hả? Làm gì hả? Dạ nó lấy tao. Đâu đâu quá đi nè. Không có rảnh đâu. Giờ này không có rảnh phải không? Bây giờ có rảnh chứ gì? Để lâu không có vui, bây giờ kiếm căn phòng nào tìm vui cho hả? Tôi không có đi đâu, anh tưởng tôi là gái của anh hay sao? Mày là gái của tao. Mày hầu hạ tao là việc nên làm đó mà. Cái gì đây? Tao thích chừng nào thì làm chừng đó. Hả? Anh làm cái gì vậy hả? Mình đã bỏ nhau rồi mà. Bỏ nhau? Nghĩa là sao? Coi tao là gì? Định bỏ tao hả? Không phải là bỏ mà không muốn ở chung với anh. Được. Vậy thì ăn chơi trước kia tính sau này hả? Bây giờ anh muốn cái gì đây? Nè, đưa cho tao mấy ngàn coi như là tiền chia tay. Vậy tao sẽ bỏ qua. Tôi làm gì mà có nhiều tiền? Không có tiền. Hồi nãy đi lấy cái gì hả? Lấy dây xuống sau hả? Cô Hà có sao không? Không có gì, đi chỗ khác đi. Trả lại đây cho tôi đi Thái Gà. Trả lại đây cho tôi, anh không có lấy cái tiền đó được đâu. Tiền đó tôi phải trả tiền nhà hàng. Nhà hàng? Tao cho mày biết, nếu không có tiền đưa cho tao được, không tao tha cho mày. Đây là tiền đợt đầu thôi. Tiền chia tay không có như vậy đâu. Thái Gà, trả tiền lại đây cho tôi. Thái Gà. Cảm ơn. Các chị tự nhiên nha. Các em đang trong thời kỳ học hỏi, cần thiết là phải cố gắng học hành để có được đầy đủ học thức. Dạ, dạ biết rồi cô Lương. Ăn đi, ăn nè. Đi, ăn đi. Xin lỗi nha cô, em tới trễ một chút. Không sao đâu, em không sao chứ? Dạ không có gì hết, cứ ăn tiếp đi, ăn đi. Ê, mày làm gì vậy, giờ này mới tới? Chết rồi, hồi nãy tao bị cái thằng Thái Gà giữ hết tiền của tao, lát nữa làm sao trả tiền đây? Vậy tính làm sao đây, bữa tiệc lại mắc lắm đó. Hay là gọi cô Lưu? Không có được đâu, mình đã nói đãi cô Lưu ăn rồi mà. Có chết cũng phải trả chứ. Mấy em đừng lo nói chuyện nữa, ăn đi. Dạ được rồi, dạ. Ê, vậy đi, hay là tao về nhà lấy. Nhưng mà mày đâu có nhiều tiền. Nếu thấy cần xin ba tao cũng chịu mà. Con quỷ cái à, dám ăn cắp tiền hả? Tôi đánh mày, đánh mày. Ba, không phải đâu, con đang cần số tiền này để cứu mạng đó. Cứu mạng gì? Tụi con mời cô Lưu ăn cơm nhưng không có đem đủ tiền. Cả đám bạn học đang ngồi chờ tính tiền ở nhà hàng đó. Ba coi như là cho con mượn trước đi. Bạn học của mày ở nhà hàng ăn hả? Không có tiền trả kêu mày ăn cắp, mày cũng đi. Mày thiệt là ngu à. Anh đủ rồi nha, đâu có phải là mượn của anh. Tiền của ba ta cũng có phần. Ba, bây giờ con Phụng đang chờ con đó. Đi kệ họ đi, ba đâu có tiền chứ. Chiếc xe hơi mấy trăm ngàn, ba có thể mua cho anh hai. Bây giờ con hỏi ba mượn thôi, vậy mà ba cũng không cho mượn. Mày nói cái gì chứ, hai chuyện khác nhau mà. Không biết ba có coi con là con gái hay không. Mày... anh buông tay ra. Mày đi đâu hả, bắt nó lại. Cái con quỷ cái, thiếu gì cả không học, không ăn cắp tiền. Phụng à. Hả? Em đã điền đơn chưa? Dạ là đơn gì? Xong rồi. Còn nữa nha, cái ngày đi tiếp kiến em phải ăn mặc cho đàng hoàng chút. Đừng ăn mặc quá tân thời để người ta ấn tượng không tốt. Dạ em biết. Nè, ở đây sắp đóng cửa rồi, tại sao con Phụng chưa có về vậy? Hay là kêu cô Lưu đi? Không có được, mình đã nói là tiễn biệt cổ cho cô vui mà. Thì trả tạm thôi mà. Hay da, con Phấn này thiệt tình à. Thôi như vậy đi, mày cứ trò chuyện với cô Lưu, tao có cách. Mày muốn làm cái gì đây? Tao có đầu óc đây mà. Đầu óc? Khoan đã, đợi chút.
lập tức đưa 3.000 đi, nếu không tôi là hiếp dâm. Tại sao đưa 3.000 chứ? Giỡn mà, đồ điên. Ông có chịu đưa hay không? Tôi sẽ la lên ngay bây giờ. Hiếp dâm! Ê, đừng có la nha. Đây nè, có bao nhiêu nữa thôi. Cảm ơn nhâm mập. Phụng à, lấy lại tiền đi. Dạ tôi khỏi mỏi mà cô. Vậy nãy mà tiền mắc quá mà. Không có sao đâu, đeo đỏ đâu. Không cần cô, đừng có làm gì. Không cứ tự nhiên đi, không ai sợ mình đi về nữa. Dạ thôi đi về. Này sếp à, chính nó gạt tôi đó. Chính là cổ à. Cảnh sát Kim. Thưa sếp, chuyện gì vậy? Tôi tình nghe cổ có liên quan tới một vụ lãnh tiền. Muốn mời cổ đi về giúp việc điều tra. Anh em. Yes sir. Đừng chạy nha. Đứng lại. Đừng có chạy nha. Trời, nói gì mà tôi ăn cơm mà làm ra chuyện vậy? Tại sao phải làm chuyện vậy chứ? Buông ra, buông ra đi, nếu không tôi thưa cô tội đất cảnh sát đó. Đăng Phụng à, chạy mau đi. Đăng Phụng, chạy đi. Trung sĩ 001 tại đường số 3 Thạch Hồ bị tập kích, lập tức tăng cường tới đây. Đăng Phụng, chạy mau đi. Dạ thưa ông, ông làm ơn giùm, hai đứa nó còn đang đi học, cho họ một cơ hội đi. Cơ hội? Ai cũng muốn cơ hội, Hồng Kông này còn lực pháp gì nữa chứ. Dẫn họ về đi. 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 Thưa ông, xin lỗi nha, học sinh của tôi giỡn chơi thôi, tôi trả lại 3.000 cho ông nè. Giỡn chơi à? Học sinh của bà hả? Ngon lành lắm mà, đồ đổ rác lắm mà. Nè, mày dạng chuối đi. Nói đủ cho vậy. Đi đi, đi. Còn cái đống rác của bà đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Tân Phụng bây giờ con Thái làm gì người ta, còn đánh cảnh sát nữa đó. Năm 1990, ngày 18 tháng 9, ngày giỗ của ông bà tổ tiên, các con cháu trong làng tới để cúng bái tổ tiên. Mong tổ tiên phù hộ cho con cháu được an cư lạc nghiệp, con cháu đầy đàn, sự nghiệp trôi chảy, hầu để rạng rỡ tổ tiên. Năm nay là 1990, ngày 18 tháng 9, ngày giỗ của ông bà tổ tiên. Bây giờ các con cháu trong làng tới cúng bái tổ tiên lại Phật, mong rằng tổ tiên trên trời phù hộ cho các con cháu được bình yên và được an cư lạc nghiệp, con cháu được đầy đàn, sự nghiệp được trôi chảy, hầu để rạng rỡ tổ tiên. Bây giờ mong rằng các bà con cô bác tới cúng bái lại Phật. Nè nè nè, tới đây, tới đây ha. Nè nè ha, tới đây, vô đây ha, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Nè, gia đình nào có nam á thì lãnh thịt nha, ha, từ từ lãnh thịt đi nha, thịt theo quay đó, cái lãnh đi nha. Ha, người tới lãnh thịt là quay đi ha, nhanh lên, nhanh lên. Tôi lấy cái này. À, cái lá thịt quay đi. À, tự nhiên đi nha. Lấy đi, lấy đi, lấy đi. À, được rồi, được rồi. À, không có gì đâu. Ê, Phấn à, qua đây giúp anh đi, lấy thịt quay đi hả? Lên lên. Hay giờ thì là mất mặt quá đi, bị bắt lên báo cảnh sát. Tiếm Thắng à, tiếm dạy con Phụng đi nha. Ơi, thằng Thắng nó đi rồi, thím không dạy nó thì ai dạy? Để nó làm nhiều chuyện hả? Thấy ghê quá. Nó thiệt là mắc mặt hết cả làng rồi đó hả? Tôi đâu có ngờ nó học hư như vậy chứ. Thím nha, từ nãy giờ sau thím phải coi chừng nó đàng hoàng mới được đó. Ây da, mấy con nhỏ này bỏ nó là vừa rồi. Mới ba lớn tuổi rồi bắt chước người ta đi làm bậy làm bạ, còn nó làm tiền nữa. Mai mốt nó đi làm gái thôi à. Mày á, ta không giữ mày hả? Bây giờ nó bắt đi động rồi á nghe. Tóm lại hả, nó làm mình mất mặt thôi mà. Nói được chưa?
Vậy là thái độ gì hả? Cái gì vậy? Anh đánh tôi chết đi. Mày làm cái gì vậy hả? Mấy con quỷ cái này mày muốn chết hả? Con gái bây giờ vậy đó, thế giới này thay đổi rồi. Đúng là làm phản mà. Mày làm cái gì hả? Mày điên rồi sao? Không có điên, anh mới là điên đó. Anh coi đàn bà không phải là người sao? Mày có tin là tao chém chết mày không? Im miệng đi. Con nói hết rồi con sẽ im. Con không hiểu sao thế giới này không công bằng như vậy. Các người đàn ông ở đây đều được hưởng thụ đủ thứ hết, không cần làm gì hết. Hết tới tháng còn được lãnh tiền nữa. Ây da, mày tức à? Đó là quyền lợi mà. Đó là luật lệ của Đại Thanh mà. Đại Thanh đã hết thời cả trăm năm nay rồi. Sao các người có ở đây vậy hả? Bây giờ là thời buổi gì? Anh thích Đại Thanh như vậy, anh trở về chỗ đó đi. Mấy người đàn bà hãy đứng ra nói chuyện đi. Nè, bà hãy lớn tiếng nói cho họ rõ hết đi. Nè con quỷ cái em đi. Mày không cần mặt mũi hả? Tao phải cần à. Lời cho mặt mũi của bà thôi. Bà đánh con đi. Bà không đánh con có khác gì hành hạ con đâu. Bộ bây giờ tao không cho mày ăn cơm hả? Cơm? Bộ ba tưởng cho cơm con ăn là tốt với con hay sao? Bà có nghĩ tới con cần cái gì hay không? Bà có quan tâm cho con hay không? Xưa nay chưa bao giờ hết. Hồi con còn nhỏ, bà chỉ lo cho anh hại thôi. Em gái của con chứ gì vậy mà chết đuối. Ê, sao bỏ đi vậy hả? Thiệt là. Cô làm vậy đúng sao? Tôi không có lỗi. Làm ra những chuyện tầm bậy tầm bạ vậy không có lỗi sao? Phân. Mấy người đàn ông thì coi tư đường quan trọng lắm, nhưng theo tôi thì đâu có cái gì đâu. Phân à, nghe tôi nói đi. Anh đi về đi. Thứ người như tôi mắc giặt làm gì? Tại sao cô không chịu sửa tánh của cô vậy hả? Phải, tánh của tôi là như vậy đó, vĩnh viễn không đổi. Thưa anh, mấy người vậy? Xin lỗi, anh uống cái gì? Đúng rồi, lát đi. Uống nữa. Buông tay. Uống nhiều vậy không hết đâu. Bạn của mày à? Ê, bạn của mày hả? Tao không quen. Mời tôi uống ly bia được không? Ồ, quên á. Ồ, hay thiệt, hay thiệt, hay thiệt. Hay dữ, dữ quá, hay dữ quá. Ồ, hết đi, hết. Hay dữ quá. Cũng hay thiệt ha. Số danh. Phấn à, xin lỗi nha hả? Gọi là bạn của tôi, về đi em, đi về đi mà. Trời ơi, về đi. Nói không quen mà làm cái gì hả? Gọi là bạn của tôi. Xin lỗi mà. Đánh nó đi. Dạ. Làm gì vậy? Phấn à, đi về nha. Mày nhanh nó không quen mà. Tao mày cũng dám đụng hả? Dần nó một trận đi. Đừng đánh nữa. Đau lòng lắm hả? Bạn nhảy chứ gì hả? Không đánh thì cũng được. Cho tôi chút đỉnh đi, rồi tôi kêu đừng đánh. Chào hả? Mặc cái hồi dừng tay đi. Tôi chuyển cho ông. Dừng tay đi. Phân à, Phân đừng làm gì, thả con ra. Phân, Phân.
tao với. Giờ cái gì hả? Đi đi. Thôi đi đi. Đi đi mà. Đi vô cái đi. Thằng nhỏ, thân hình con nhỏ cũng đẹp lắm chứ, lại có tình nghĩa nữa. Để coi mai mốt đi tới phòng trà nào làm hả? Nhớ cho tao hay nghe chưa? Mình đi. Phấn à, Phấn à, đi đi, về nhà đi. Phấn, Phấn à, nghe nói đi. Phấn à, Phấn, Phấn. Đừng làm vậy. Đừng làm vậy nha. Chú Tài, Thiên Tài. Mới về. Phấn à, sáng mai anh đến tìm em nha. Về nghỉ đi. Hai ông Phú à, như vậy không có được đâu mà. Ông dạy con cái kiểu gì kỳ cục vậy chứ. Ba. Ê trời ơi, con quỷ này mày đi giờ này mới về hả? Mày thiệt là làm nhục tổ tiên à. Chuyện gì cũng làm ra như được. Đánh mày mày coi. Chủ Hương đã kể cho chúng tôi nghe rồi. Thích làm như vậy á, đến mấy chỗ làm đi. Làm mắc mặt cả làng hết à. Tao đánh chết mày còn hơn là làm nhục tổ tiên à. Mày đừng có chạy à, đừng có chạy nha. Đừng có chạy. Mày ở đó đây, đừng có chạy nha. Tao đánh cho mày chết. Mau đường đi. Tôi ra. Ê, cái chuyện gì quá vậy? Mày đó nghe, tao giết mày đó. Mày làm nhục tổ tiên đó nè. Chết mày. Cái đồ hư thối à. Chuyện gì cũng làm được à. Thôi đánh quá trời vậy. Biết đi. Cũng khó trách nó phù lắm mà. Hồi nãy tôi thấy con Phấn ở dưới hẻm bị thằng cha lưu manh đó hàm hiếp. Thật sự là như vậy đó mà. Tôi thấy rõ ràng mà. Còn biết mắc cỡ à. Tao giết mày nè. Tao giết mày. Ba. 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 Có tình ta đánh mày không nè? Giết mày, giết mày. Ba mày không dám đánh. Ây trời, dữ quá. Chảy máu rồi kìa. Dữ quá. Phấn à, Phấn à. Em có sao vậy? Em bị thương anh. Anh đã đánh em bị thương. Em bị thương anh. Anh hai mày mà em thương hả? Ba mày em thương anh hai mày sao hả? Cha mày mày cũng đánh luôn nữa mà. Ơ thiệt là. Dạ. Vô đây coi xem. Anh đưa nó đi. Cái gì vậy hả? Dạ lời thương. Cái gì vậy hả? Thương nó đi. 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 Chuyện gì vậy? Đánh lộn với nhau. Thế bà, tên này là Quỳnh Bá Toàn. Là anh hai của tôi. Anh đập bể đầu của tôi. Bây giờ tôi phải thương ảnh. Nè đừng nói bậy nha. Tao đánh mày bị thương hồi nào vậy? Mày nói đi hả? Đừng nói đây là bộ nữa nha. Anh dùng cái cây này đánh tôi bị thương đó. Ở đây ai cũng có thể làm chứng mà. Ây dạ, thôi đi mà. Không phải thì tôi chuyện áo tại của ai thôi. Chứ không phải tại ai đâu chứ. Đúng rồi đó. Phải không hả? Thấy là rõ ràng á. Lỗi cô này thôi á. Không phải à. Đúng rồi. Thôi là ngồi xuống đi. Không cần anh đâu, anh đi về đi. Anh sếp à, câu chuyện là như vậy. Cái con nhỏ quỷ cái này, nó thấy anh hai nó có 100 ngàn. Nó đòi chia với anh hai nó, anh hai nó không có cho. Một hai nó đòi, còn không á nó tự đập bể cái đầu. Nó còn hăm dọa nữa đó. Đúng vậy, nó hăm dọa tôi đó. Anh nói lâu, là anh đánh tôi bị thương đó. Anh xin à, anh kể cho sếp nghe đi. Bỏ đi, mình là người nhà kia mà. Cả anh cũng vậy hả? Sếp à, tôi thú thật nha. Cái con quỷ cái này của tôi hả, nó hư hỏng lắm mà.
Nó ở nhà thì nó ăn cắp tiền, nó ra ngoài đường hả, nó hùng hết với mấy cái thằng lưu manh á. Chuyện này đỡ. Phấn à, thôi sao nó không phải như vậy? Phấn à, thật tình là khó ngờ lắm á. Chúng tôi thấy nó lớn lên á, còn thấy nó học hư nữa. Mấy người đừng có ồn, im lặng đi. Nuôi lớn nó cũng vậy thôi. À đúng rồi, uống cầu uống cầu. Không có đâu. À, Phấn à, yên tâm đây Phấn nha. Cũng có mà. Làm mắc mặt hết. Phấn gì đâu. Được rồi, đánh nó. Cũng có đâu. Sau khi nghe báo cáo của nhân viên cảnh sát vì hành vi của Huỳnh Diễm Phấn quá ngoan cố, khuyên hoài không sửa, nay chiếu theo điều lệ bảo vệ phụ nữ, chia nhóm để đồng Huỳnh Diễm Phấn vào di đồng viện, nhận lãnh 8 tháng để chấp nhận giáo huấn. Diễm Phấn bị tội phá rối và cướp giật, đây là tài vật của nó, xin cô ký nhận. Cô muốn khiếu nại điều gì hay không? Không. Ký tên ở đây đi. Cảm ơn. Đi theo tôi. Vô đi. Đây là viện trưởng của chúng tôi, bà Mập. Em là Huỳnh Diễm Phấn. Phải. Hồ sơ của em tôi đã coi qua. Trong suốt thời gian 8 tháng, em đã chấp nhận sự cai quản của chúng tôi. Tôi hy vọng trong thời gian này em có thể thi hành đúng theo luật trong diện hợp tác chặt chẽ với chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi đều có một khoảng thời gian để cho các em ra sân chơi tự do. Tại đây các em có thể đánh bóng rổ hoặc là chạy bộ hay là các hoạt động khác. Còn về các mặt khác tôi sẽ nói sau. Phấn! Tần Phụng! Phấn! Thái! Mấy người quen nhau à? Dạ phải, tụi em ở cùng một làng với nhau mà. Thưa cô, tụi em muốn nói chuyện ở vài câu thôi nha. Phải dẫn nó lên phòng nữa đó. Cảm ơn cô, tụi em chỉ trò chuyện vài câu thôi. Phấn à, tại sao mày vô đây vậy? Con quỷ cái này mày còn mặt mũi vô đây nữa hả? Lần trước ở nhà hàng bị mày báo hại muốn chết luôn. Cái chuyện lần trước tao không muốn vậy đâu. Đêm đó tao về nhà lấy tiền, định đem tới nhà hàng trả cho tụi bay. Ai ngờ gặp được anh hai, còn bị anh giật tiền của tao, còn cấm tao ra ngoài nữa. Mày có biết mày báo hại tụi tao tới mức nào hay không? Thôi im miệng của mày lại đi. Nè, vô đây vài tháng coi như là mình nghỉ hè đi, không cần gì phải lo sợ như vậy. Ôi, thôi đừng có nói chuyện không vui nữa. Đúng rồi, mày bị tội gì hả? Tao cãi lộn với ba tao ở nhà. Anh hai tao diễn cớ đánh tao bị thương. Ba tao đương nhiên là bên trò ảnh. Ông còn nói với cảnh sát là tao tự đánh tao nữa. Nói tao hăm dọa anh hai tao. Tóm lại là cả đám đều không có phải là người. Nhưng mà mày cứ yên chí đi, mày vô đây rồi sao ai dám ăn hiếp mày đâu. Hiện giờ ở đây là khu của tao mà. Tao là cái toán phi hộ để giúp cho mấy cổ dọn dẹp vậy thôi. Còn cái con Thái này làm con báo cáo. Con báo cáo là cái gì? Tức là chuyên viết báo cáo đó. Lấy ngón tay đâm ở sau lưng người ta đó. Mấy cổ đây ngu như là con bò vậy đó. Cô nào mới vô bị tao mua chuộc hết. Tao bây giờ nắm cán ở đây mà. Nè, cổ đang tới đó. Nè, Phấn à, vô tới đây rồi. Mai này phải giữ trật tự đó nghe chưa. Cần nhất là phải nghe lời mấy cổ. Đúng vậy, có chuyện gì thì cứ bàn với chúng tôi. À đúng rồi, có chuyện gì cứ bàn với cô Trần đi nè. Cô Trần là người tốt lắm. Thôi đủ rồi, Bình Diễm Phương à, cô dẫn em lên phòng nha. Thôi, tụi mình đi đá cầu hả?
nhanh lên, đi vô nhanh lên. Nè, về chỗ trước đi. Chào, chào cô Trần. Vô đây. Em này là Quỳnh Diễm Phấn. Bắt đầu kể từ bây giờ, nó sẽ ở chung phòng với các em. Cô mong các em sẽ cư xử tử tế. Các em nghe rõ chưa hả? Phấn à, đây là chiếc giường của em. Thông thường mỗi phòng có 4 chiếc giường ngủ. Nếu như có người nào phạm lỗi thì phải ở riêng một mình, để cho các em ăn năn hối cải. Em có gì thắc mắc không? Nếu như không thì em thu xếp đàng hoàng tối nay ngủ sớm. Sáng mai 7 giờ thì phải thức dậy. Dạ, cô Trần. Goodbye, Miss Trần. Gỡ đó. Mày đừng có tưởng là con quỷ phụng nó chống lưng cho tiền tỏ vẻ ta đây. Nó không có ở đây lâu đâu. Không có phải chỉ bao nhiêu đi thôi đâu mà còn khổ dài dài nữa. Từ nay á mày phải liệu hồn đó nha. Ai biểu mày quen với con Tần Phụng? Dĩa này đi, dĩa này dành cho mày đó. Cô Trần à, có điện thoại gọi. Cảm ơn. Các em ở lại ăn cơm cho đàng hoàng nha. Dạ cô Trần. Nè, tối hôm qua mày ngủ ngon không vậy? Cũng ngon. Nè, vô tới đây rồi phải cẩn thận chút nha. Hả? Cái con nhỏ chi cơm đằng kia đó là con ác hiểm đó. Nó là con nhỏ của thằng Thái Gà. Vô tới đây rồi làm như đàn chị của tao. Việc gì cũng chống lại tao hết. Ai ngờ đâu tao chơi lại nó một cú. Phụng à, đã vô tới đây rồi thì đừng có nhiều chuyện nữa. Đâu có phải là tao muốn gây chuyện đâu. Nhưng mà người ta đạp tới tao thì tao chơi lại vậy thôi mà. Nè, chỗ này nó khá lắm đó. Không khí nó mát mẻ, ăn ngon ở sướng nữa. Nhưng mà ở đây nó cũng có luật lệ. Cho dù là đồ ăn mày không có thích ăn cũng phải để hết vô trong miệng rồi mới nhả ra. Sao hả? Dĩa cơm dành riêng cho mày ngon không? Ăn thêm miếng đi. Không có gì. Tao vừa mới đi xong cầu tiêu bỏ thêm chút đỉnh thôi đó mà. Phấn à, mày có sao chứ? Con Quý Cái, mày muốn giỡn mặt cái tao hả? Phải đó, tao giỡn rồi làm sao? Chú đánh trả không à? Chú đánh trả. Mày chết nè, cú đá. Em đừng đánh mày nữa. Mày đừng đánh nữa. Chú chết rồi chồng. Cú nè. Cú à. Cú tao ra. Đừng đánh nữa. Cú nè. Ngừng tay. Mấy em làm cái gì vậy hả? Cô thấy được chứ gì? Là tự nhiên Quỳnh Diễm Phấn chạy lại đánh em à? Quỳnh Diễm Phấn, có phải là em không? Dạ thưa cô, không có liên quan gì tới con Phấn hết. Là quán hiệp nó gây ra trước. Nó bỏ đồ trong dĩa cơm của con Phấn đó mà. Nè đừng có vô quan cho tôi nha. Tôi bỏ cái gì? Bỏ đây mà. Bỏ đây cái gì chứ? Cô thấy rõ ràng đó. Cô Quý Cái đi vô quan cho em nè. Tôi không cần biết. Nói tóm lại, tôi thấy hai em đánh lộn ở đây. Quỳnh Diễm Phấn, tôi thật là không ngờ em vừa mới tới đây đã gây chuyện rồi. Tôi không cần biết, hai người đều bị phạt. Phấn hả? Phấn, 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 Phấn mày đi đâu vậy hả? Dậy sao đâu? Tôi sao nghe đâu? Từ từ, giữ lại đi chứ. Phấn hả? Làm gì vậy hả? Phấn hả? Kệ nó. Để nó làm gì thì
thì làm. Phòng viện trưởng gặp tôi. Dạ. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi con. Đi vô nhà. Đi vô đi. Phấn à, vô đây nè. Vô đây. Các người mặc kệ tôi. Mặc kệ tôi mà. Em làm gì vậy hả? Các người mặc kệ tôi. Được. Đỡ nó vô phòng của tôi. Cẩn thận nha. Ngồi xuống đi. Mày không sao chứ? Không. Các người ra ngoài đi. Dạ thưa bà, tại Trương Thiêu Thúy nó gây chuyện trước thôi, con Phấn không thể ở chung với tụi nó. Đúng vậy, tại con Thúy chơi nó trước đó. Chuyện này tôi biết rồi, ra ngoài đi. Cô Trần. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì em đừng có ngại, hãy nói với tôi. Có phải trong trường có người ăn hiếp em không? Em có biết không, bây giờ em không chịu nói gì hết, chúng tôi không giúp được cho em lắm. Tôi nói ra rồi, bà có thể giúp tôi được sao? Anh hai của tôi đánh tôi bị thương, bà tôi cũng nói là tôi tự làm bị thương. Tôi thật sự không muốn ở đây, bà làm ơn thả tôi ra đi. Tôi không có quyền làm vậy, vì tòa xử em vô đây mà. Vậy bà nói nhiều làm gì? Thì chúng tôi không thể thả em ra ngoài, nhưng tại sao em không chịu lợi dụng thời gian ở đây học hỏi thêm để giúp ích cho mai sau của em? Bà nói xong chưa? Nếu hết rồi tôi ra ngoài. Nếu em vẫn nói chuyện với cái thái độ này, chúng tôi không những cúp phép của em và còn nối dài thời gian cai quản của em. Em cũng mong có cơ hội ra ngoài chứ. Ra ngoài? Tôi ra ngoài làm gì? Nếu em vẫn còn với thái độ đối lập này, tôi không còn gì để nói nữa. Bây giờ tôi phạt em và Trương Tiểu Thúy phải ở phòng riêng. Từ từ đi nha, từ từ đi nha. Lâu quá không thấy tới à. Được rồi, từ từ đi. Bộ sợ không cho ra sao hả? Từ từ đi. Dạ, xin cảm ơn thầy. Chúc may mắn nha, chúc may mắn nha. Hôm nay con mới ra khỏi trại, về nhà ăn cơm với má nha. Thôi được rồi má, lặn lội xa xôi chưa tới ăn bữa cơm thôi, mất hết cả ngày rồi. Thôi để bữa khác đi má à. Còn thiệt đó, má lặn lội từ xa tới đây đi thăm con, về nhà ăn với má một bữa cơm mà cũng không chịu. Về nhà ăn cơm với má đi. Được rồi má, khi phép tới con sẽ về nhà đi ăn cơm. Má đi về trước đi hả? Nè, bên kia có xe kìa. Thôi má đi đi nha. Ở đi, đi về ăn rồi, cơm với lần má sau đi mà. Má cái con nhỏ má này đi, thì cũng nhớ rồi. Dạ, bye bye má. Ở lại với nói với má mấy cầu cũng không có được nữa. Anh Phong à. Ủa, là anh đó hả? Anh sanh phải không? Sao mà anh tới đây vậy? Tuần nào tôi cũng chờ con Phấn ở đây mà. Để qua chừng nào con ra. Ôi, tội nghiệp quá. Trời nắng chang chang gì mà đợi đây. Cô ở trong sao hả? Ôi, tính của nó đâu có chịu sửa đổi. Tối ngày cứ cãi với mấy cô không. Vậy chừng nào cô mới ra được? Anh muốn gặp nó lắm à. Đáng lẽ thì nó cũng giống như tôi, nhưng mà kẹt là dạo trước nó bị viện trưởng phạt ở phòng riêng để mà ăn năn hối cải gì mà. Chắc là phải chờ tới nửa tháng sau lận đó. À, hay là như vậy đi, tối nay anh tới cái núi phía trước. Núi phía trước làm gì vậy? Ờ, thì cái núi Đồng Diện đó anh sẽ biết mà. Nè đằng kia kìa, có thấy chưa? Thì sao hả? Đúng rồi, đằng đó đó. Quỳnh Diễm Phấn, em có thể ra được rồi. Tôi sẽ cho em ở phòng khác. Hai em đi theo tôi.
Nè, mày làm gì buồn dữ vậy hả? Ê, mày có biết hôm qua tao gặp ai không? Gặp ai? Thì thằng kép của mày đó. Cái thằng gì mà thằng xanh à, mày nói nó sắp vô đại học phải không? Tại sao mày lại gặp ảnh? Ai, nói ra thì thiệt là tội nghiệp quá đi. Cái thằng khờ kia thiệt là ngu quá mà. Cứ mỗi một ngày chủ nhật á, thì nó đều chờ mày ở ngoài đó mà mày đâu có biết. Nó gặp mặt tao hả? Nó có vẻ lo lắng lắm, cứ hỏi thăm mày ra sao. Nè, còn hỏi mày chừng nào ra ngoài. Tại sao ảnh khờ như vậy chứ? Chỉ nhìn cái tướng nôn nóng của nó thôi. Hờ, nhìn kỹ thì nó cũng đâu có tệ. Nè, tao đã kêu nó tối nay đi cúng bái. Mày điên rồi sao? Anh còn phải đi học nữa mà. Trời ban đêm tối như vậy mà mày bắt anh leo núi. Rồi có chuyện gì thì sao đây? Coi cái bộ dạng của mày kìa. Bộ đau lòng lắm hả? Emmy à, anh là Robert đây. Nếu mà em còn không ra hả, anh chịu không nổi nữa đó. Em Phương à, em có nghe không? Anh là anh rồi đây. Em có biết em muốn có những cái của anh không hả? Em có thấy sướng không? Anh chờ em, anh nhất định chờ em hả? Em Thúy à, anh là Phát đây. Anh Thành kêu anh tới nói với em á. Anh không thể vắng em được đâu. Mau mau ra đây đi nha. Ngày mai tới thăm em đó. Nếu em không ra, anh này một lắm đó. Nhanh ra đi, lạnh lắm mà. Nhanh ra đi, ra đi. Nè nè nè, tao nhìn thấy rồi. Cái thằng kép của mày kìa. Dạo này ban đêm khó chịu lắm. Không có ai bên cạnh anh ngủ không có được đâu, ra đi. Nè, mày làm gì vậy? Qua đây. Người ta vất vả leo lên núi cũng vì muốn gặp mày thôi. Bây giờ mày làm gì vậy hả? Cầm giùm tao. Nè, mày sao? Tại sao lạnh nhạt như vậy hả? Đi ra ngoài đi mà. Cần gì mà phải sợ chứ. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Đó, mày có thấy chưa? Người cuối cùng bên tay trái đó. Nè mày sao vậy? Mới nhìn người ta có một cái mà đòi về ngủ rồi. Mày mặc kệ tao đi, tao muốn được yên tĩnh một chút. Ơi, tao thì không biết hai đứa bay làm cái gì nữa. Ơi, nói nhiều cũng vô ích thôi. Tao biết tánh của mày rồi, lâu nay đều khốn khổ như vậy hết. Thôi, tao đi ngủ đó. Thôi, đi ngủ hết đi. Trời nắng chăng chang vậy, bắt tao từ Phấn Lĩnh đuổi mấy chiếc xe xuống tới đây rước mày. Con quỷ này báo hại thiệt. Ba không thích thì đừng có tới. Bộ tao thích tới đây sao? Không phải bà mập kêu hả, tao không tới rước con quỷ mày đâu. Không ngờ mày đây học khôn nhiều quá hả. Thì cũng như cũ thôi, mà miệng lưỡi quá trời. Mở miệng ra thì cứ nói móc. Ba có thể kiếm một lần nào nói chuyện đàng hoàng với con được không? Vậy thì con mày, mày có lần nào nói lịch sự với ba mày không hả? Nè, mày có chết thì chết đi. Cái đồ báo hại mà. Con không cần ba lo.
À, Phấn à, anh chờ em lâu quá lắm rồi đó. Anh còn tới chờ tôi để làm gì? Tôi là cái gì của anh? Anh đừng có tốt với tôi nữa được không? Phấn, Phấn à. Vô dụng thôi, anh đi về đi. Anh có thấy hồi nãy tôi từ chỗ nào ra hay không? Là nữ đồng viện đó. Mọi người đều coi tôi như là đồ báo hại. Anh buông tới làm gì? Anh từng vô nữ đồng viện thì sao chứ? Em đừng có tự quỷ cuộc đời của mình được rồi. Tôi không phải tự quỷ cuộc đời. Tôi muốn cho anh biết, thật sự chúng ta là người của hai thế hệ. Tôi thật sự không xứng với anh đâu. Sao em lại cứng đầu như vậy chứ? Em có biết không, bởi vì tính của em cho nên đến nỗi vậy đó. Phấn à. Phấn à. Trinh à. Phấn à. Phấn à. Thấy anh nữa. Phấn à. À, anh tài xế à, cho xuống xe đi. Ở đây không có xuống xe được đâu. Đây, cũng sống đâu mà. Tôi xâm trung phố siêu quang nhầm nà xâm trung phố siêu sân nhầm nà xâm trung phố siêu sân ngộ xâm nàn đi chúng chúng như chúng chẳng mô và sân nàn đi tích ngắt quân mỗi ca như ngộ xâm tàn ngộ chân thức bất câm xâm sầu cho nhất tiếng bất vui sâu sầu chay như nhân minh ngoan em thật tình mà muốn anh đi á, em nói thêm một tiếng anh sẽ đi ngay. Anh biết em muốn gặp anh lắm. Em đừng có giấu chính mình nữa được không? Sách này hả? Sức khỏe mang thai đó. Chuyện gì đây? Trả cuốn sách lại cho tao. Có chuyện gì vậy hả? Có luật nào mà cấm con cái loại sách này không? Tao bây giờ đang coi nè. Mày làm gì tao? Đừng có mày đặt gây chuyện nha. Tao mà báo cáo lên coi thử có ai không được yên. Cái con nịnh bợ. Nịnh bợ mấy cô ở đây làm cha. Cái gì? Mày tức hả? Tao sẽ nói rõ với hai đứa bay biết. Cái vụ ở nhà ăn lần trước khiến cho tao bị ở phòng riêng mấy ngày. Vụ này tao sẽ thanh toán sau. Cứ mặc kệ con quỷ cái đó đi, nó điên rồi. Ê, trả lại cuốn sách cho tao. Hả? Mày sao? Cuốn sách này cũng đọc à? Không phải. Hình như là đã có chuyện rồi. Không biết có phải là có không. Dạ, có thiệt hay không, chưa gì mà mang thai. Đừng có nói chơi với tao nữa. Tao không biết tính sao đây. Thôi như vậy đi, để tao đi tìm một ông bác sĩ dởm để khám cho mày. Sao mà mày sơ ý quá vậy? Bây giờ tính sao đây? Thì sao? Cứ lôi cái thằng đó ra nói cho rõ. Nè, hai đứa bay làm cái gì vậy? Làm gì giống như là khúc gỗ? Tao hẹn hai đứa bay ra đây để bàn cho rõ mà. Nè anh Sanh à, nói thiệt đó nha, anh bây giờ phải tính làm sao với con Phấn đây chứ.
Ê, nói chuyện đi chứ. Tình hình bây giờ thế nào đã hiểu rõ hết rồi. Bây giờ nó có mang với anh nè. Một là sanh nó ra, còn hai là đem đi phá. Đơn giản lắm. Không phải đâu, tôi thật tình không biết làm sao. Không biết làm sao hả? Do anh gây nên mà. Anh có biết làm như thế nào? Anh Sanh, anh đưa cho em mấy ngàn đi. Em nhất định sẽ đi phá thôi. Không được, nguy hiểm lắm. Em nhờ ba cái ông bác sĩ dọn đó, anh làm sao mà yên tâm được. Vậy làm sao đây? Nếu em không phá thai, em trở về nữ đồng diễn cũng không biết chuyện nào mới có thể trở ra được. Kế thêm 2 tháng nữa em muốn phá cũng không xong đó. Anh Sâm nè, em còn vị thành niên, nói chuyện này mà đổ bể ra anh phải ở tù đó. Anh mà kể tù hay là không tù, tóm lại là đừng làm như vậy. Nếu không thì sao? Không lẽ cứ để cái bụng lớn lên hả? Xin lỗi. Em biết, em không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Yên tâm đi. Chuyện gì mà không có chịu trách nhiệm hả? Không phải đâu, nhưng đột nhiên anh làm sao có nổi cả gia đình được. Phụng à, nếu mày coi tao là bạn thân thì mượn giùm tao vài ngàn cho tao đi phá thai đi. Không có phải là tao không có cho mày mượn, nhưng mà mày đi kiếm mấy ông bác sĩ dởm như vậy có thể là sẽ mất mạng cho mày coi. Không kịp nữa đâu, không có còn thời gian nữa. Chúng ta kết hôn nha. Em không muốn kết hôn. Anh chỉ quyết định bồng bột thôi. Em biết chắc anh sẽ hối hận. Nè, thôi như vậy đi Phấn à. Dù sao thì 2 tháng nữa mày cũng sẽ mãn kỳ. Tao nghĩ chừng đó bụng của mày cũng chưa có lớn lắm. Cho dù cái thằng ngốc này nó bỏ mày thì chừng đó mày cứ sanh nó ra đi mà. Thời buổi thịnh hành đâu có chồng thì đâu có sao. Nè, quyết định như vậy đi hả? Vậy cô ở trong á. Thôi được rồi, có tôi coi chừng cho, yên chí đi. Em Mia, có xà bông không? Tôi đang xài. Tôi nào có xà bông không? Lấy xài đi. Cảm ơn. Nè, nhớ trả lại cho tao nha. À, tránh xa đi hả? Nhớ cẩn thận đừng nghe nha hả? Tránh ra đi con quỷ cái. Cái gì? Nói là cha hả? Ăn đang gấp đôi, làm gì thì không thấy mặt. Càng nhìn nữa ta càng thấy chướng mắt. Ớt hiểm mà, chị hai này đã mãn kỳ rồi đó nha, không muốn gây chuyện với mày nữa. Chính bởi vì ta biết mày sắp mãn kỳ, biết mày không còn bao nhiêu ngày nữa, cho nên muốn thanh toán một lượt hết thảy với tụi bay đó. Được, muốn thanh toán với tao chứ gì nữa, tao sẵn sàng. Thái à, mày với con Phấn tránh qua một bên. Không, tránh ra. Hôm nay tao phải thanh toán hết thảy với tụi bay nè, con quỷ cái. Vừa kép của tao hả? Anh thấy gà là của tao đó, mày biết không? Gì nữa chứ, thì ra con quỷ cái này có bầu hả? Được, ta sẽ báo cáo cho cô Trần biết. Đừng nha, đừng mà. Ta xin mày, đừng có nói, nếu không ta bị phạt đó. Ok, ta cho mày biết nha, mày đừng có gây chuyện nữa nghe chưa? Gây chuyện thì sao? Mày làm cái gì tao? Mày đã tới số rồi, ta sẽ nói cho cô Trần biết. Có người mang thai trong nữ đồng viện, coi bộ mày sẽ lãnh đủ đó. Đừng có mép mà. Ok, mình đều là đàn bà với nhau, mày tội gì mà làm quá mức chứ? Mày đổ bể ra cũng đâu có yên gì đâu. Không đâu, ta thấy yên lắm mà mày không biết sao? Đáng lẽ ta không có thù oán với con quỷ cái này, nhưng vì nó quen với mày cho nên ta phải cho nó chết. Nè, ớt hiểm mà, coi như là nể mặt của tao mà tha cho con Phấn. Mày muốn làm chị hai mà, muốn chống lưng cho nó chứ gì.
Đàn chị không dễ gì làm đâu. Phải đòi hỏi tư cách của mày đó. Tao bây giờ đi mét cho cô biết. Mày làm gì tao? Bác Hiệp, bây giờ là ân oán với tao với mày nè, không có liên quan gì tới con Phấn hết. Được, tao sẵn sàng nói rõ với mày. Tụi bây cứ ở lại đây. Bây giờ mày muốn cái gì? Đừng nói chuyện lớn tiếng chị hai đó nha. Bây giờ là mày xin tao, không phải là tao xin mày. Đúng vậy. Bác Hiểm, mày tha cho con Phấn đi. Tha cho nó. Mày có biết không, cái vụ này đổ bể ra nghiêm trọng lắm đó. Ngoài việc nó có bầu ra, thằng kép của nó cũng rất có thể phải ở tù đó. Muốn tao không mé chứ gì. Được thôi, đưa cho tao chút đỉnh tiền, bịt miệng đi. Được, mày muốn bao nhiêu tiền? Muốn bao nhiêu kìa? Bao nhiêu hả? Ít nhất là phải vài ngàn. Tính sơ sơ thôi, 60 ngàn đi. Cái gì? 60 ngàn à? Nó làm gì mà có nhiều tiền như vậy? Nó không có tiền là chuyện của nó, không liên quan gì tới tao. Không có tiền tao đi bét thôi. Được, 60 ngàn phải không? Tao sẽ ra dùm cho nó. Mày nói cái gì? Mày kiếm cho tao à? 60 ngàn đó nha, không phải là 6 xu đâu. Mày tìm ở đâu ra? Mày không có cần biết. 60 ngàn so với mày thì khó tìm, nhưng mà với khả năng của chị hai mày hả, chỉ cần tốn 1-2 tháng thôi. Mày yên tâm đi, dù tao có đi làm đĩ tao cũng sẽ kiếm về cho mày. Được, mày đói đó nha, đừng có hứa suông à. Tao sẽ nói với anh Thái Gà, nhớ kỹ đó nha, làm tới khi chết cũng phải đưa về cho tao. Thế Phụng à, ngày mai mày sẽ mãn kỳ, có nghĩ tới sau này không? Tao đâu có nghĩ qua rồi, đi tìm việc làm thôi. Tao đâu có lo cái gì, tao chỉ lo cho mày hả. Trước kia thì có tao đây canh chừng cho mày. Nè, từ nay có việc gì nặng nhọc cứ kêu con Thái cho con Mi làm cho nghe chưa? Biết rồi. Biết rồi. Mày đó, phải nhớ lo cho sức khỏe và con nuôi của tao nữa, biết chưa? Biết rồi. Đi đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Qua đi, đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây nè. Cảm ơn. Phụng, Thái Gà, tới đây làm cái gì vậy? Món này mày thiếu của Hiểm, bây giờ cắn qua cho tao. 60 ngàn đưa cho tao là được rồi. Bây giờ tôi không có nhiều tiền. Không có tiền có sao đâu. Mày có giống như vậy, nếu chị đi ra làm, 60 ngàn dễ kiếm lắm mà. Ê Thái Gà, phòng số 4 có một người khách đang chờ đó. Ông chủ, có gì ý không? Hey. Sao rồi, nghỉ việc nha, đêm khuya
Nè, mới có 1 giờ mấy thôi, nghỉ việc sớm vậy à? Không muốn em vất vả quá thôi. Sao bây giờ nó ngon lành quá vậy hả? Nè, bây giờ có một ông nhà giàu nhắm trúng em, chỉ định là em. Sao hả? Nói chuyện trời lắm đó, có chịu không? Tốt quá, giới thiệu cho tôi nè. Lúc nào anh cũng vẫn chiếu cố em mà. Nhưng mà vậy, thằng trai có ghẻ nhưng mà không sợ đâu. Đâu phải là ở suốt đời chứ, chỉ một lần thôi. Lấy tiền rồi thì đi liền, còn có thể nghỉ dài hạn nữa mà. Mấy con quỷ đó tại nó ngu thôi. Tụi nó không chịu là một sự mất mát lớn đó. Sao hả? Né mặt anh nha. Được, tôi chịu. Vậy mới ngoan chứ. Nè, đi ăn khuya. Quỳnh Diệp Phấn, em ra ngoài rồi ráng làm nên người nha. Tôi không mong lần sau sẽ gặp lại em tại nơi đây. Bye bye. Bye bye. Lâu lắm quá vậy. Yến cái kia, nó tới sao vậy? Phấn à, Quỳnh thích cho. Anh còn tới làm gì chứ? Em đâu có bắt anh chịu trách nhiệm. Anh đã tìm được việc làm ở ngân hàng rồi. Anh nghỉ học, từ nay anh sẽ gánh vác cả gia đình mà. Tội tình gì chứ? Anh không muốn bắt em. Nè nè nè, hai người đừng có ôm chặt như vậy được hay không chứ? Ở đây là ngoài đường và còn có cả đám bạn ở đây nữa mà. Phải đó. Ủa, Tần Phụng đâu? Ừ, Tần Phụng nó mắc công việc. Nè mày đó, bây giờ dẫn tụi tao tới nhà mới của tụi bay. Lát nữa Tần Phụng nó tới sao? Nhà mới của tụi tao? Nhà mới của tụi bay mà. Đi. Ông chủ à, xin lỗi nha, cái con này mới vừa có khách á. Tôi giới thiệu ông một người trẻ tuổi nha, mới ra làm đó mà. Vậy đi nha, chào ông. Thưa cậu à, hôm nay không cho chứ? Không có gì đặc biệt. Đại ca. Siêu à, dẫn hai con tới thằng kia đường múc lên cái bên hả? Dạ, hai con đi theo tôi. Dạ. Đi mà lên. Mà lên. Đi lại đi. Mình chính đi. Ây da, phiên này tới tao tới rồi. Mỗi đứa chung 1.000 đi. Đây. Sao mà hôn quá vậy cơ? Sao tôi đừng nói nhiều. Cả chướng. Sao mà đến lâu quá vậy hả? Tụi bay làm gì lâu như vậy nè, đánh đi. Tới phiên dài của tao nè. Đánh đi. Ây da. Sao lại chị Phụng? Có mệt không? Nghĩ cho ai đi hả? Hay là đánh bài đi. Nè, nhường chỗ cho chị Phụng. Chị ức hiểm, ra ngoài này rồi mà xong cho tôi biết vậy? Coi chừng thua sạch hết, mắc bệnh cũng không có tiền đi bác sĩ nha. Mày cứ tự lo cho mày đi chứ. Nè, khoan đã, bỏ bà sắp ra trước. Cái gì vậy? Giỡn mặt hả mày? Phải đó, tao chơi mày thì làm cái gì? Đánh tao đi, dám không? Bộ mày tưởng là tao dám đánh mày hả? Chị đánh đi. Đánh tao đi hả đồ ngu? Hễ mày đụng tới tao hả, tao lập tức nằm xuống đất liền. Chị ngày mai mày phải đi hầu hạ cái thằng có ghẻ giùm cho tao. Mày muốn đánh tao đánh nè. Tụi mày buông tay tao ra đi. Mày dám đánh tao hả? Nè, tụi mày giỡn cái gì đây? Nó đánh em kìa. Mày lại giỡn cái gì đây hả? Anh thấy gà, tôi đã kiếm rất nhiều tiền cho anh rồi. Con Phụng này làm tới ngày hôm nay cũng là nhờ chất hiểm chiếu cứu giùm cho đó. Hôm nay tôi tới đây là muốn thanh toán sơ với nó. Hy vọng là không có thấy gì hết. Mày thanh toán với nó mắc mấy gì tới tao? Mày là con cưng mà. Mày muốn sao thì làm vậy đi. Hả? Cho nó biết mặt. Anh thấy gà. Buông tao ra. Tả tôi ra đi. Cái vụ này là của hai đứa nó. Tay gà. Tả tôi ra. Tả tôi ra. Diễn Hiệp hả? Tả ra. Tả ra đi bà. Cô tin bỏ ra. Anh già. Mày đứng yên ra, buông ra mà. Tả ra. Để tao dùng bác sĩ tao rửa mặt cho. Chết đi con quỷ cái. Tao chỉ hù mày thôi à. Mày biết chết rồi hay sao?
Coi cái đứa của mày kìa, giống y như là con chó vậy. Bà xã, đây là căn nhà do anh đăng ký đó hả? Có đẹp không? À, nhất định đẹp mà, đẹp. Vô coi nhà bếp cái đã. Đúng rồi, cho bà đã trả về lâu. Đẹp không hả? Ây da. Bây giờ mình đi qua coi phòng khách, coi tổng của hai người có đẹp hay không. Nè nè, cái gì đó lộn vậy hả? Qua coi đi hả? Cho bà đã hả? Trời ơi. Đẹp không? Mốt để hai vợ chồng sinh con mới được ngồi. Bên này nữa nè hả? Wow, em coi nè, em có thích như vậy hả? Dạ thích lắm. Có phải cảm động lắm không? Tụi bay thiệt tốt quá, tao không biết nói cái gì nữa. Dạ, mình là chị em mà. Đúng vậy. Cái sáu làm cái gì chứ? Phải rồi. Nè, xin lỗi nha, tao tới trễ. Bây giờ làm gì vậy? Thắng Phụng à, tao không biết làm sao cảm ơn mày nữa. Mày điên rồi đó hả? Mày đó nha, từ nay phải nhớ là sang một đứa con mập mạp cho anh sanh đi nè. Giờ để cho tụi tao làm má nuôi hết cho rồi. À đúng rồi đó. Má nuôi vậy à? Phải làm má lớn đi nha. Tôi làm má hai. Tôi làm má ba. Nè con nữa nè, cái chìa khóa này tao giao cho mày á. Từ nay phải vui vẻ đi nghe chưa? Biết không? Thật ra tụi tao tới đây còn có cái mục đích khác nữa nè. Là do việc đám cưới của hai tụi bay đó. Đúng rồi. Nè, còn con Phấn chưa có tới tuổi, không có thể đi đăng ký được. Hôm nay phải làm lễ sơ sơ vậy thôi. Dù sao thì cũng phải có danh phận chứ hả? Đi theo tao đi, đi thay. Đúng rồi đó. Thầy à, ơi giờ kỳ vậy. Nè, tới rồi đi nè. Ra coi cho rõ mặt đi ha. Con dâu tới đi nè. Con dâu đẹp. Nè nè, qua nhận vợ con đi hả? Được. Nè, chúng ta đã chuẩn bị tất cả rồi đó nha hông. Tuy hai người đang mặc áo cưới kiểu Tây, nhưng dù sao là người Trung Quốc thì cũng phải lại trời đất đó nha. Lại cách nào đây hả? Nè, bộ sợ sao, không dám quỳ hả? Quỳ xuống đi. Quỳ xuống đi. Quỳ đi. Nè, có biết lại hay không hả? Làm sao đây? Thì cứ xá xá vài cái là được rồi. Nè, chuẩn bị đi nghe chưa? Nhất bái. Nhất bái. Nhị bái. Nhị bái. Tam bái. Tam bái. Nè, quay mặt hướng lại nhau đi chứ. Tôi à. Quay mặt lại đi. Phu thê giao bái. Đúng rồi, giao bái. Vậy là xong à? Nè khoan đã, hôn cái nữa, hôn đi. Đông người vậy làm sao mà hôn được chứ? Hôn đi mà, cỡ gì? Dâu sợ gì hả? Hôn đi chứ. Cỡ. Ê, xong rồi. Đó là phần thôi. Mình cuốn sắp ba đi. Nè, khoan đã, khoan đã. Nè, anh thư sinh nè, tôi cho anh biết nha, từ nay anh phải liệu hồn đó. Nè, con Vấn bây giờ đã là người của anh rồi. Mai này mà rủi có sơ sót gì hả, tôi sẽ đánh cho anh què giờ cho biết. Cái gì vậy hả? Bộ cười thì được hay sao chứ? Không. Nè Thái à, mở hết cái chai rượu ra đi. Hôm nay mình phải cho hai đứa nó say mới được. Đúng rồi. Không kịp nữa rồi. Anh đi làm nha. Bye bye. Bye. Bà xã à, tìm bánh quá gần công ty Đại Hà Giá đó. Ăn trưa chúng ta đi cùng mua giường em bé nha hả? Cần gì mà phải gấp như vậy? Còn nói là gấp à, không lẽ chờ khi đứa bé chào đời nữa mua hay sao? Vậy lát nữa 12 giờ em chờ anh công ty bách quá gần sở anh nha. Bye bye. Ngồi vô đi. Cô à, qua đây ngồi đi. Cô à, thích liền mà. Tôi có tiền. Cô à, tôi có tiền, tôi đưa cô tiền rồi mà. Tôi đâu có thiếu tiền đâu chứ. Chuyện gì vậy? Anh Thái à, con nhỏ của anh cho tô leo cây, anh làm ăn cái gì vậy hả? Ông đợi một chút nha, tôi sẽ lo cho ông. Người đẹp à, cởi đi. Anh Thái nhớ là mới đẹp hơn nữa hả? Cái áo thứ nhất
rồi. Có lẽ là cái áo thứ hai. Đúng rồi đó, cởi ra. Dám cởi đồ đâu. Cởi đi. Con gái nào có điên khùng vậy chứ. Cởi đi. Xanh lộn vô rồi. Nhanh lên. Cởi chứ. Không phải chịu với thằng Lát nó đâu, thì ghê quá à. Phụng mà. Xin lỗi. Thái gà. Phụng mà. Thằng Nam mày đang làm cái gì vậy hả? Làm ơn chưa xuống xe. Thôi thôi. Xuống xe đi. Đi mau. Đi mà. Mày dẫn tao đi đâu vậy? Tại sao mày phải làm như vậy chứ? Dẫn tao đi đâu hả? Nè, mày tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Chết cha. Cô có giữ ý hay không vậy? Kiểu này mới nhất đó. Còn màu nào khác hơn nữa không? Mày vô đây. Mày vô đây. Mày vô đi vậy? Mày bỏ ra. Mày tỉnh lại vậy? Mày đi hả? Gì vậy? Coi nè. Coi mày nè. Mày tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Đi qua đây. Qua đây. Coi đi. Mày coi tướng của mày bây giờ giống ai đây? Người không ra người, mắt không ra mà. Mày nói thật cho tao biết, có phải mày làm gái hay không? Có phải không? Phải rồi thì sao? Biết bao nhiêu người có thể đi làm, tại sao mày lại đi làm cái nghề đó? Cái nghề này có cái gì chứ, lại còn kiếm được nhiều tiền. Không lẽ mày chỉ vì đồng tiền hôi tanh mà lại đi làm như vậy? Những người có án giống như mình đi, không có đi làm gái, không lẽ làm giám đốc hay sao? Ở cái đất Hồng Kông này, việc gì cũng đòi hỏi tư cách. Từ nay mà kệ tao đi. Ở đất Hồng Kông thiếu gì nghề làm, tại sao mày không làm nghề đàng hoàng, phải làm cái nghề hèn hạ như vậy? Phải đó, tao hèn hạ. Phải mà, nghề thì nhiều lắm. Không lẽ tao xách cái cà mền tới công xưởng làm mà? Tao thì không có chịu đâu. Chuyện gì đi? Chuyện gì lại không được hả? Con quỷ cái này khiến cho tao leo cày, khiến tao bị người ta xè xỉ. Mày chết tới đây làm gì? Có dằn liệm hay sao? Tôi đã nói tôi không đi với ông Lát nữa mà. Nhưng mày không đi, mày làm cha à? Thiếu nào của tao mày tính ra đây? Ê Thái gà, con Phụng nó không đi mà, anh đừng có ép nó nha. Phụng à, nếu mà nó kêu mày đi, mày đừng có đi nữa. Phấn à, mày đừng có nhiều chuyện nữa. Không quan tâm mày, có ai quan tâm mày nữa. Bây giờ chuyện gì đây? Nó ăn mặc sang trọng như vậy là nhờ mày chiếu cố nó mà thôi. Nếu không có nó trả nợ giùm mày à, mày được ở xứ như vậy sao? Cái gì? Mày trả nợ cho tao? Hai vợ chồng mày còn sống sung sướng hả? Nếu tao không nể mặt con Phụng mà, cái vụ của thằng chồng mày tao đã thông bể từ lâu rồi. Phụng, có phải chuyện như vậy không? Phụng. Hai cô quỷ cái đừng ở đây lại hoạn nữa nha. Tao cho mày biết, mày làm tới tàn tạ cũng phải trả nợ cho tao đó. Đi đi. Tôi không có đi mà, tôi không đi. Cứu mạng. Nè, tại sao lại đánh nó? Không muốn mới tới mày đâu. Tao cho mày biết nha, bây giờ tao đang nắm cái cán, tao kêu mày đi đâu thì mày phải đi đó. Đi. Đi. Tôi không đi. Không được nha. Bị cái. Mày đừng di chuyển nha. Cho mày chết nè. Mày giờ. Nè, Phấn à. Cô quỷ cái. Không!
Phấn, mày chạy đi. Phấn à, chạy đi. Cảnh sát à, Phấn à, sao vậy hả? Sao bắt vợ tôi? Sao bắt vợ tôi vậy? Cô là vợ của tôi mà. Phấn à, Phấn à, anh nè, cô là vợ của tôi mà. Phấn, Phấn, chuyện gì vậy? Sếp à, sếp à, cô muốn làm vợ của tôi. Sếp à, tại sao cô vậy hả? Sếp, Phấn à, tại sao vậy? Sếp à, tại sao vậy? Phấn à, Phấn, Phấn à, Phấn à, Phấn. Phấn à, tại sao bắt vợ của tôi vậy? Phấn, Phấn à, Phấn à, mẹ xin bà, tại sao như vậy chứ? Cho tôi biết lý do này chứ? Tuổi, tòa tuyên án 5 năm tù ở. Cô Quỳnh Kim Phụng 18 tuổi, tòa tuyên án trắng án. Trời phong phong vũ vũ chi trong phát sinh. Tình yêu trong cái khi thái đó ơi hoa hân. Yên na, tâm trung phố siêu quân, yên na, tâm trung phố siêu san, yên na. Tâm trung phố siêu sương ngộ xâm. Nàn y chung chung tư cho tâm mô phát sân. Nàn y tích ngắt quân mỗi ca yêu ngộ xâm. Đàn ngộ chân thức bất cầm xâm sầu cho. Yết tiếng bất vui xâm sầu chạy. Yêu yên minh quân ngộ bất cầm. Some way, 你怎么？